Dạ chào thầy và các bạn, em tên Dung, học IB K45 mà hôm nay em xin trình bày chuyên đề là bác sĩ niệu có hết lòng giúp bệnh nhân ngừa sỏi niệu hay không? Sỏi niệu thì mình có thể gặp ở các vị trí như là sỏi niệu quản, sỏi thận, sỏi bàng quang. Đối với sỏi niệu quản và sỏi thận thì có thể được gọi chung là stone burden. Điều trị sỏi niệu thì có phương pháp là điều trị nội khoa và ngoại khoa. Điều trị nội khoa sẽ được chỉ định cho các bệnh nhân có kích thước đường kính của viên sỏi là bé hơn 5 mm, đau lần đầu và không có ứ nước thượng nguồn. Về ngoại khoa thì có 6 phương pháp can thiệp, đó là tán sỏi ngoài cơ thể, lấy sỏi nội soi ngược dòng, tán sỏi thận qua da, phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi, phẫu thuật hở lấy sỏi. Và phương pháp sandwich là kết hợp của tán sỏi thận qua da, tán sỏi ngoài cơ thể và đặt xong gigi. Không nên nhầm lẫn giữa nguyên nhân và yếu tố nguy cơ của sỏi niệu. Đối với nguyên nhân của sỏi niệu thì hiện tại vẫn chưa thực sự được biết rõ. Cho nên đứng trước câu hỏi là làm sao để bệnh nhân không bị sỏi nữa thì bác sĩ chỉ có thể là hướng dẫn cho bệnh nhân phòng tránh các yếu tố nguy cơ. Đối với sỏi niệu thì chúng ta có 4 yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là không uống đủ nước, thứ hai là ngồi nhiều, thứ ba là béo phì và thứ tư là bệnh nền như là lao phổi, đái tháo đường và các bệnh hệ thống khác. Ngoài phòng tránh 4 yếu tố nguy cơ đó thì tụi em còn tìm hiểu được là trái dứa cũng được cho là có hiệu quả trong việc giúp ngăn ngừa bị sỏi niệu. Tại Bởi sao? vì theo y học Tại sao? Dạ, là tại vì là theo y học cổ truyền thì trái dứa là vừa có tính chua, có tính ngọt. Nó là tính bình, không thiên nóng cũng không thiên lạnh, có tác dụng lợi tiểu nên là tăng đào thải các chất có hại ra ngoài cơ thể. Ngoài ra thì trong trái dứa còn có chứa axit citric, khi vào cơ thể thì nó sẽ kết hợp với canxi, từ đó là ngăn canxi kết hợp với các tinh thể như oxalat tạo sỏi. Thank you. Rất là tốt. Các bạn biết được rằng tất cả những cái axit citric nó sẽ đẩy không cho cái canxi kết hợp với lại oxalat, nó sẽ đẩy oxalat đi chỗ khác và nó chiếm chỗ giống như hai cô bạn nữ giành lấy một người nam vậy đó. Được chưa? Như vậy thì ta biết được rằng bất cứ cái gì mà có citric mà các bạn uống thường xuyên thì sẽ đẩy hết cái oxalat, không cho nó kết dính để thành sỏi. Được chưa? Về dân là mình không có lông, không gọi là cái dứa mà không gọi là cái khớp. Do đó em thề từ phía dưới là em không phải người đồng bằng sông Cửu Long, rồi em từ đâu tới? Dạ em từ Bình Dương ạ. Bình Dương gọi là phía dưới à? Dạ thường là em sẽ gọi vậy. Ok, thank you.